Xin chào các bạn, sản phẩm tiếp theo của dòng Surface Pro có thể là một sản phẩm thiết kế hoàn toàn khác biệt và đột phá. Dưới đây là tất cả những thông tin hiện có và được mong đợi tại sản phẩm này. Kể từ khi được giới thiệu vào năm 2012, dòng Microsoft Surface Pro đã đi được một chặng đường dài. Khách hàng của Surface đã chứng kiến sự ra mắt và đổi mới không ngừng của những dòng sản phẩm như là notebook, laptop, studio và cả dòng Go siêu di động, nhưng bản thân Surface Pro vẫn chưa có những sự đột phá thực sự về mặt hình ảnh. Mặc dù Surface Pro đã đi tiên phong trong yếu tố hình thức 2:1, thiết kế của nó vẫn giữ nguyên trong 7 năm qua và hiện đã bị chút lỡ thời so với các tiêu chuẩn năm 2019. Đây là những gì chúng tôi mong muốn nhìn thấy từ Surface Pro 7, chắc chắn cuối cùng sẽ trở thành thế hệ Microsoft tiếp theo. Giá thành sản phẩm vào ngày ra mắt. Microsoft thường ra mắt sản phẩm phần cứng mới vào mùa thu, vì vậy phiên bản Surface Pro 7 có thể đến sớm nhất vào khoảng tháng 10 năm 2019. Surface Pro 6 được công bố gần đây nhất trong một sự kiện vào ngày 2 tháng 10, nhưng Surface Go đã được công bố vào tháng 7 trước khi phát hành vào ngày 2 tháng 8. Điều đó nói rằng Microsoft có thể công bố Surface Pro 7 trong cùng khoảng thời gian tương tự. Trong quá khứ, gần như đã có khoảng cách 2 năm giữa việc phát hành Surface Pro 4 vào tháng 10 năm 2015 và Surface Pro thế hệ thứ 5 vào tháng 6 năm 2017. Về giá cả thì Surface Pro 6 với dung lượng lưu trữ 128GB, RAM 8GB và bộ vi xử lý Intel Core i5 hiện có giá bán lẻ là $900. Ở giá đó vẫn chưa bao gồm bàn phím và Surface Pen. Sẽ thật tuyệt nếu thấy gói Microsoft có bao gồm cả hai với Surface tiếp theo để giúp giảm giá cuối cùng. Nhưng chúng tôi không mong đợi điều đó sẽ thay đổi do giá thành của máy tính xách tay và các thiết bị Windows 10 khác thường được bù đắp dựa trên các thành phần bên trong của nó. Do đó, bạn có thể mong đợi các cấu hình bắt đầu của Surface Pro 7 sẽ có cùng mức giá $900. Thiết kế mỏng hơn và bàn phím được cải thiện tốt hơn. Microsoft đã cấp bằng sáng chế cho một số công nghệ liên quan những công nghệ này có thể hy vọng sẽ được xuất hiện trong sản phẩm Surface Pro 7. Bằng sáng chế này, dự báo Surface Pro 7 có thể có các viền mỏng hơn, cấu hình nhẹ hơn và giảm dấu chân nhờ bảng mạch trực tiếp được khắc trực tiếp vào bàn di chuột của mình. Nó cũng gợi ý rằng chiều cao tổng thể của Surface tiếp theo có thể bị giảm. Điều này được coi như là một sự thay đổi lớn vì trong vài thế hệ Surface Pro vừa qua, thigh cover đã lớn hơn, chọn một trackpad lớn hơn và vật liệu Alcantara mới được sử dụng trên máy tạo cảm giác cao cấp và hoàn thiện hơn. Một bằng sáng chế thứ hai cũng hỗ trợ cho một tuyên bố lớn rằng Surface Pro 7 có thể đi kèm với màn hình cảm ứng phản chiếu. Điều này có nghĩa là bạn có thể viết trên cả hai mặt của thiết bị. Mặc dù không chính xác là PC gấp mà nhiều người mơ ước, nhưng điều này cho thấy rằng bạn có thể sử dụng tất cả không gian sẵn có trên Surface tiếp theo, bao gồm sử dụng màn hình phía sau làm màn hình OLED, LCD hoặc LED trong khi đóng màn hình lại. Ngoài ra thì cũng có hy vọng Microsoft có thể thay đổi thiết kế chân đế của Surface Pro 7. Bằng sáng chế tháng 8 năm 2017 cho thấy Microsoft đang xem xét thay đổi bản lề hỗ trợ chân đế để có thể mở và đóng dễ hơn. Điều đó có lẽ sẽ được thực hiện với tinh chỉnh nhẹ cho trục, ly hợp, lễ bản lề và cơ cấu đai bên trong chân đế để cho phép các mức kháng khác nhau và mềm hơn. Nó sẽ là một cải tiến so với Surface Pro 6 hiện tại. Trong khi đó, việc mở chân đế đòi hỏi phải có lực để kéo nó ra dễ dàng hơn. Sản phẩm Surface Pen được update tinh tế hơn. Mặc dù không đi kèm với giá cả, Surface Pen là một phần thiết yếu của việc sở hữu một thiết bị Surface. Nó cho phép bạn viết mực trong các tài liệu Microsoft Word, vẽ hình ảnh trong Photoshop hoặc hơn thế nữa. Mặc dù thiết kế hình ảnh và mức độ nhạy cảm với lực đã thay đổi trong vài năm qua, người dùng sử dụng Surface Pen vẫn cảm thấy nó có tiềm năng chưa được khai thác. Với Surface Pro 7, thật tuyệt vời khi Microsoft cung cấp thêm một số bằng sáng chế của Surface Pen trong quá khứ. Điều đó bao gồm khả năng cho bút sạc lại bằng năng lượng mặt trời hoặc là kẹp bút có thể lớn gấp đôi.